Nghe rõ đó. Vâng, em cũng rất là trân trọng cái cơ hội tại Oflame khi mà mình lại được giúp đỡ những cái người thân thiết của mình. Nếu như bên ngoài giả sử như có làm chung một cái phòng nào đấy đi, chức trưởng phòng hay là phó phòng chắc cũng chỉ có một thôi. Thế chẳng nhẽ hai chị em làm cùng một cái phòng đấy lại đua nhau lên một cái chức đúng không? Thì chắc là cũng rất là khó để có thể yêu thương nhau. Nói thật là như thế. Thế còn nếu như làm kinh doanh bên ngoài thì thường sẽ cần phải đầu tư tiền nong các thứ. Mà thường nếu mà dính đến tiền nong, bình thường nếu công việc phát triển không sao, giả sử mà có đổ vỡ ra cái là y như rằng sẽ có ảnh hưởng, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, và mình cũng không muốn đấy là hợp tác kinh doanh một cái công việc kinh doanh truyền thống cũng không muốn làm với người thân đúng không ạ? Mình cũng rất là sợ là nhỡ một cái vào rơi vào một cái hoàn cảnh nào đấy mình lại vì cái công việc kinh doanh của mình lại mất đi người thân thì cũng cũng rất là đáng tiếc, mất đi cái mối quan hệ với người thân rất là đáng tiếc. Thế thì đây là chị dâu của em, chị Thúy có thể giới thiệu một chút về bản thân với mọi người đúng không ạ? Chào bà Trần Đăng Nghiên, chào em Nga và tất cả mọi người. Em là Thúy ạ, em 30 tuổi, hiện đang sinh sống ở Hà Nam và làm việc bỉm sữa. Rất là vui hôm nay được mọi người mời lên chia sẻ. À, chị thì có thể nói qua một chút về cái lộ trình của chị khi mà chị làm offline để mọi người nắm được không ạ? Mình bắt đầu tham gia Oriflame chính thức là vào đầu tháng 4 năm 2021. Thì qua vài lần em Nga cũng có khơi gợi cái công việc này, nhưng mà mình cũng chưa có lúc đầu thì cũng chưa chưa có ý nghĩ là sẽ làm cái công việc này. Thì sau khi sinh em bé xong thì mình cũng rất mong muốn là có thời gian để chăm sóc con cái, dành cho con cái nhiều thời gian hơn. Thì khi mà đến gần đến hết cái thời kỳ thai sản thì mình cũng đã ra quyết định là sẽ làm kinh doanh tại nhà để vừa có thời gian chăm con và cũng có kiếm thêm thu nhập. Thì cũng đã xin em Nga chủ động là xin em Nga vào làm cái công việc Ori này. Thì là bắt đầu từ đầu tháng 4 là mình bắt đầu làm cái công việc này. À, tháng tư, chị ơi chị kể từng tháng chị lên những cái chức danh như thế nào? Bắt đầu tháng 4 thì mình được lên 9%. Đến tháng 5 và tháng 6 thì lên vẫn giữ nguyên ở mức 12%, và đến tháng 7 là 15%. Đến tháng này thì về 21%, ngày 16 là về 21%. Toàn tăng vọt đúng không? Thực ra tháng đầu tiên là chị tính được 900 BP là mới là 6% thôi. Xong đến tháng thứ hai từ 6 lên 12% luôn. Đến tháng thứ ba tức là đến tháng 5 đó thì là chị Thúy là tiếp tục duy trì là 12%. Đến tháng 7 thì là 15% đúng không ạ? Và tháng 8 là 21%. Thực ra là ban đầu là hai chị em còn tính kế hoạch dài hơi là đến tháng 10 mới lên 21% cơ. Nhưng mà điều gì đã khiến cho chị Thúy có niềm tin là phải 15 lên 21 chị? Thì sau khi được nghe cái câu chuyện của bạn Phan Thành Hướng ấy, bạn ấy sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và khắc nghiệt, với lại một mình phải nuôi dạy 6 người con, mà bạn ấy lại có thể lên từ 15, bạn ấy lên 21% rất nhẹ nhàng, mà lại còn lên trong vòng 15 ngày. Và mình có suy nghĩ là bây giờ mình có một cái điều kiện thuận lợi hơn bạn ấy rất là nhiều, được cái sự giúp đỡ từ gia đình, thì bây giờ chỉ cần mình cố gắng thôi thì chắc chắn là mình cũng sẽ làm được hơn bạn ấy, và có thể là sẽ làm tốt hơn bạn ấy nữa. Nên là mình cũng từ lúc đấy là có động lực để cùng với bảo trợ là lên kế hoạch về 21% luôn ở trong cái tháng 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 8 này luôn. Vâng, hay quá. Rất là cảm ơn câu chuyện của chị Hướng. Có thể nói là trong những cái cuộc điện thoại làm việc gần đây của chúng ta, có lẽ là hầu hết mọi người đều nhắc đến chị Hướng, một câu chuyện quá là tuyệt vời đúng không ạ? Từ một cái người gọi là mẹ bỉm sữa 6 con rất là bận bịu, nhưng mà có thể làm việc và thành công với cả cái công việc tại Oflame, thu nhập 10 triệu đúng không ạ? Lúc nào cũng thấy hình ảnh chị ấy ôm con này, vừa gọi điện, vừa nghe Zoom các thứ, làm việc cùng với cả cả đội nhóm của mình rất là trách nhiệm. Và nhờ vậy mà đã truyền cảm hứng cho chị Thúy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ, đấy là đôi chút gọi là cái cảm hứng đúng không ạ? Bây giờ chị em mình sẽ cùng phân tích cái tháng vừa rồi mình đã làm gì để cho mọi người có thể lắng nghe chị nhé. Nga xin phép được chia sẻ cái sơ đồ của nhóm của chị Thúy. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Dạ. Vâng, ok ạ. Đây đây chính là cái sơ đồ đội nhóm của chị Thúy ạ. Chị Thúy có thể phân tích cho mọi người là cái cơ cấu các thứ của mình như thế nào chị nhé.
Ok, thì là cái cơ cấu nhóm của mình thì mình cũng có xây hai chân. Thì một chân thì mình gia đình là sẽ về 18% và một chân là 12%. Thì trong đó thì mình cũng chọn ra những cái người nòng cốt. Như mọi người nhìn trên màn hình sẽ thấy là bên tay trái thì sẽ là mình sẽ chọn ra ba người nòng cốt chính, và bên tay phải thì mình cũng chọn ra hai cái người nòng cốt. Thế là mình cũng xác định là tập trung vào năm cái người nòng cốt đấy trước, và mình cũng lên cái kế hoạch bắt đầu làm doanh số đầu tháng từ cái ngày 25 nhỉ. Thì là mình lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng với từng người và vẽ nhóm, sau đó thì sẽ gọi điện trực tiếp cho từng cái người nòng cốt đấy, và mình chia sẻ về cái mục tiêu của mình. Mình cũng hỏi cái mục tiêu và cái mong muốn của họ, cái tháng 8 này của họ là như thế nào, và họ mong muốn là về bao nhiêu phần trăm. Và từ đó thì cùng nhau bàn kế hoạch để cùng làm cái mục tiêu đấy, phát triển cái mục tiêu đấy. Tức là mấu chốt ở đây là chị Thúy chuẩn bị cái doanh số đầu tháng khoảng từ ngày 25, doanh số cuối tháng trước của chị Thúy là được bao nhiêu chị nhỉ? Cuối tháng trước là được 5.300, thì đầu tiên hai chị em cũng đặt mục tiêu là tháng tới là 18% thôi. 18%. Nhưng sau đấy là đổi hướng, đặt mục tiêu là 21%, cũng rất là muốn là mình sẽ thử sức. Và thực sự là lúc đấy là đội nhóm cũng rất là may mắn khi mà có những cái người tiềm năng bắt đầu xuất hiện trong nhóm, thì mình cũng mạnh dạn đặt mục tiêu là 21% luôn. Thế nên là đôi khi mình cũng không chỉ là đặt mục tiêu theo kiểu an toàn, mà mình hãy đặt mục tiêu có chút thử thách gì đấy, thì chắc chắn là những kết quả nhận được của mình nó sẽ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó thì là chị Thúy rất là rõ ràng về cái cơ cấu nhóm sẽ là như thế này. Chị Thúy cũng có bàn bạc cùng với Nga và lên cái mục tiêu đấy là sẽ xây hai chân 18% và 12%. Cái việc xây hai chân thì chắc là mọi người cũng nắm được cái ý nghĩa rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái việc là mình cấy cái người dưới cùng để mình sẽ gọi là thúc đẩy cái mục tiêu của những người bên C. Thì sau đấy là chị Thúy là một cái người rất là chủ động gọi điện doanh số đầu tháng cho từng thành viên của mình luôn. Mình có liệt kê ra sổ đúng theo cái danh sách là những cái người nòng cốt này, những cái người tiềm năng này, rồi những cái người gọi là nhà phân phối, mỗi người sẽ hoàn thành bao nhiêu, đặt mục tiêu. Chị đặt mục tiêu là mỗi người hoàn thành bao nhiêu hả chị? Đối với người nòng cốt mình cũng đặt mục tiêu với mọi người là sẽ ít nhất là 500 đến 1.000 PP. Đấy, thì là sau khi hoàn thành cái mục tiêu doanh số đầu tháng 500 trở lên thì bắt đầu là sẽ tập trung vào tuyển dụng, vừa tuyển dụng vừa bán được bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu. Đúng rồi, tập trung toàn lực vào cái việc bán hàng, đúng không ạ? Những người nòng cốt thì sẽ là từ 500 đến 1.000 PP trở lên này. Tiềm năng thì mình sẽ đặt mục tiêu là từ 225 đến 500 PP cộng với cả tuyển dụng, nghĩa là mọi người sẽ thiết lập cuộc hẹn giúp mình và mình sẽ là người trực tiếp gọi điện cho cái ứng viên của họ. Vâng, ok ạ. Thế còn những người nhà phân phối, tức là những cái người mà người ta cũng chỉ mua hàng cái thứ thôi, thì đặt mục tiêu từ mình đặt mục tiêu là từ 150 đến khoảng 225 PP. Thì mình cũng nói với họ về những cái chương trình mà quà tặng ấy, thì để cho họ ấy cũng để được đạt được quà tặng thì họ đặt cái số lượng hàng khoảng 225 PP thì họ sẽ nhận được cái quà tặng của công ty ấy. Và mình cũng gọi điện cho những cái nhà phân phối để họ nắm được cái chương trình. Thế sau khi mà gọi điện xong thì chị theo sát nhóm hoàn thành đơn như thế nào? Và doanh số đầu tháng đạt bao nhiêu? Thì là mình cứ theo sát nhóm và mình ghi đơn của từng người. Mình từ kế hôm bắt đầu gọi điện doanh số đầu tháng đấy thì mình cũng đến ngày 28 là mình bắt đầu tập hợp đơn hàng của mọi người và mình ghi đơn của từng người ra. Và mình theo sát đơn của mọi người đến ngày 1 thì là mình sẽ tập trung vào đặt hàng cho họ. Đặt hàng giúp cho họ thì là đến ngày 1 thì cả đội nhóm toàn PV toàn đội nhóm là 3.200 PV. Dạ, 3.200. Thế sau ngày 1 thì chị và nhóm làm gì tiếp? Thì sau ngày 1 thì những cái người nòng cốt ấy, mọi người đều đạt cái lượng PV cũng rất là cao, khoảng 700 đến 800 PV. Những cái người nòng cốt ấy, mọi người nói chung là cũng hoàn thành rất là xuất sắc. Thì mình cũng bắt tay với mọi người là tập trung đi tuyển dụng. Thì những cái người nòng cốt là sẽ 100% là đi tuyển dụng. Và còn những cái người nào mà chưa hoàn thành cái đơn hàng của ngày 1 đấy thì mình cũng theo sát để cho họ ra đơn
đến ngày mùng 5 là từ mùng 1 đến mùng 5 là những người đấy là mình theo sát để họ ra đơn trong cái khoảng thời gian đấy. Đúng rồi, tức là chị Thúy đi rất là sát theo cái quy trình tuần hoàn đấy ạ. À, cái thời gian cuối tháng là sẽ tập trung cho cái chuẩn bị cho cái doanh số đầu tháng này. Xong là nếu như mà một số người mà người ta chưa hoàn thành thì có thể dành thêm thời gian cho họ từ ngày đầu tháng cho đến ngày mùng 5, còn người nào xong rồi là tập trung toàn lực cho cái việc đi tuyển dụng luôn. À, và thời gian đấy thì Nga nhớ là cũng thảo luận với cả chị Thúy về bốn cái tham số để mình có thể đạt được mục tiêu. À, cái tham số đầu tiên đó là cái lộ trình doanh số này, và có bảo chị Thúy là sẽ cần phải ghi cái lộ trình đó ra để mình theo sát ngày mùng 1 cần phải hoàn thành bao nhiêu này, mùng 5 bao nhiêu, mùng 10, 15, 20, 22, 25, 23 gì đó. Đó thì là mình sẽ đưa ra một cái lộ trình như thế để mình theo sát này, mình theo sát những con số rồi là vạch ra cụ thể xem là mình đang đi đến đâu trong cái lộ trình đó rồi. À, thì đó là cái lộ trình doanh số này. Tiếp đó là cái cơ cấu chân. Cái tham số thứ hai là cơ cấu chân này. Tham số thứ ba đấy là cái BP đầu người, làm thế nào để đội nhóm mình có thể tăng được cái BP lên. Thì như ngày xưa mình làm mỹ phẩm thì sẽ cần một cái nhóm khoảng độ gọi là 70 đến 80 người thì mới lên được 21 đúng không ạ? Thế còn làm wellness thì mình chỉ cần 20 đến 30 người thôi. Thì có nghĩa đấy là cái chất lượng của cái nhà phân phối của mình sẽ cần phải được tăng lên. Thì hai chị em cũng bàn luận cùng với nhau xem là làm thế nào để mọi người có thể bán hàng được tốt hơn đấy. Làm thế nào để mọi người có thể bán hàng được tốt hơn thì sẽ cần phải tham gia những buổi Zoom này, rồi là tham gia buổi đọc sách này để có thể gia tăng kiến thức đúng không ạ? Và mình theo sát điều đó, kể cả những người mới tuyển dụng vào là mình cũng phải truyền cảm hứng về wellness các thứ cho người ta luôn. Đó thì để có thể tăng BP đầu người. Và cái tham số thứ tư đó là cái lượng người trong nhóm. Thì tầm cuối tháng đội nhóm của chị Thúy rơi vào khoảng độ 12 người gì đó, 12 người chị nhỉ, tầm 12 người gì đấy. Thế xong là đặt mục tiêu là tháng tới sẽ cần phải tuyển dụng thêm khoảng độ 10 người nữa để tham số lên được 21%. Thì bốn tham số mọi người nhé, một lộ trình doanh số này, hai cơ cấu chân, ba BP đầu người và bốn là cái lượng người toàn nhóm. Thì đó là bốn tham số mà Nga và chị ghi theo sát. Thế trong cái quá trình làm việc thì chị đã làm những cái điều gì để mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình? Thì trong cái quãng thời gian đấy thì mình ngày nào cũng nói chuyện với bảo trợ và check doanh số đầu tháng, check doanh số sáng và tối và đều báo cáo cho bảo trợ. À, đặt mục tiêu là chia nhỏ mục tiêu hàng ngày là mình sẽ cần phải đạt được bao nhiêu BP và sẽ gieo vào trong tiềm thức trước khi đi ngủ là sẽ gieo vào trong tiềm thức là ngày mai mình muốn đạt được bao nhiêu BP. Và cũng rất là hay cái việc mà gieo vào tiềm thức đấy, mình cũng thấy rất là hay. Có những ngày mình đạt được vượt cả cái mục tiêu mà mình đặt ra tới hôm trước nên là rất là thích ạ. Đây em đúng rồi, chị Thúy rất là theo sát bảo trợ của mình, thường xuyên nói chuyện với bảo trợ của mình là Nga với cả chị Thoa thì rất là thường xuyên theo sát nói chuyện trao đổi cùng với nhau này. Trong đấy là, và khi mà theo sát cái doanh số đấy thì em thấy có một vài ngày nó bị chững chững này, lúc đấy là chị có cảm thấy lo lắng với mục tiêu của mình không? Đúng là lúc đấy cũng có chút lo lắng, nhưng mà mình lại nghĩ lại những cái bài học mà bảo trợ đương nhiên có nói phân tích về cái việc là neuron tích cực và neuron tiêu cực ấy. Nên là mình phải phát huy, nghĩa là phát huy cái neuron tích cực chứ không thể để cái neuron tiêu cực nó lên tiếng. Nên là mình luôn nghĩ đến cái điều tích cực và mình nghĩ đến các bảo trợ. Và mình đã liên lạc với các bảo trợ để lấy lại năng lượng. Và cũng có trao đổi với bảo trợ Nga và bảo trợ Thoa để có thêm năng lượng. Ok ạ, hay quá. À, tiếp đấy là bây giờ chị em mình sẽ bàn đến chi tiết có những cái ngày mà bắt đầu là doanh số nó có cái sự thay đổi đúng không ạ? À, chị Thúy có được tham gia cái đội mục tiêu là 21% đấy. Thì chị có thể kể chi tiết này với mọi người đúng không ạ? Cái hôm mà mình được họp sau đấy là chị đã học được cái điều gì? À, thì sau khi mà được tham gia cái đội 4.000 BP trở lên vào cái đội 21% ấy, thì sau khi được học cái công thức của bảo trợ đang nhiên chia sẻ là mình sẽ giúp cái người ở dưới cùng của cái nhóm mình về 9%, thì em cũng ngay lập tức là nhìn lại cái sơ đồ nhóm của mình và xem ai là người tiềm năng ở dưới cùng, ai là người tiềm năng nhất, thì em đã gọi điện trực tiếp cho cái người đấy và trao đổi với họ về cái mục tiêu là em sẽ giúp người ta lên 9% và cái việc của họ là họ phải cần làm cái gì. Và người ta cũng, em cảm thấy là khi mà mình đưa ra cái giải pháp cho họ ấy, họ cũng rất là mong muốn là họ lên 9%, nhưng họ cảm thấy lo lắng với cái số PP đấy một mình họ bán thì họ thấy là rất là áp lực ấy. Và khi được em đưa ra cái giải pháp này, em cũng sẽ giúp đỡ họ lên 9% và họ chỉ cần phải làm, họ cần phải đạt bao nhiêu phần trăm để bao nhiêu BP để lên 9%, thì họ thấy là họ cảm thấy là cái việc mà lên được 9% nó rất là nhẹ nhàng và họ cũng rất là tích cực ạ. Đấy, em thấy cái việc đấy
rất là giúp ích cho cái đội nhóm của em phát triển trong cái thời gian gần đây, mấy cái ngày tăng tốc gần về đích ạ. Vâng. À, tức là khi mà mình rõ ràng mình tập trung vào cái người dưới cùng, xong là phân tích thì những người bên trên họ cũng sẽ cảm thấy khả thi để họ đạt mục tiêu hơn, đúng không ạ? Rồi đến ngày bắt đầu doanh số thường hơi chững một chút trong khoảng độ ngày mùng 5 đến mùng 7 gì đấy. Đấy, từ ngày mùng 4 đến mùng 7 chắc khoảng độ 4 ngày, sau đấy bắt đầu lại tăng dần trở lại này. Xong đến ngày mùng 10 là doanh số là 5.700 đấy. À, và sang ngày 11 là tăng đến tận 8.090, là tăng khoảng độ 2.000, khoảng độ ở độ 2.000 BP chị nhỉ? Hơn 2.000. Lúc đấy là có điều gì thay đổi mà đội nhóm chị tăng thế? Thì là sau khi mà công ty đưa ra cái chương trình mới đó, thì mình cũng có gọi điện lại cho những cái người nòng cốt ấy, thì mình cũng phân tích với họ, mình cũng hỏi bảo trợ là mình nên làm với ai, thì mình nên làm gì. Và khi được sự cố vấn của bảo trợ thì mình cũng làm những cái việc mà bảo trợ nói là cần phải bán bao nhiêu và tuyển bao nhiêu người đối với từng người một, thì mình cũng có liên lạc với từng người trong nhóm. Và thứ hai là mình rà soát lại cái mục tiêu của từng người, xem mọi người đang hoàn thành cái mục tiêu của mình như thế nào. Yeah, tức là tận dụng cái chương trình của công ty, đúng không ạ? Vừa là tận dụng cái sự khan hiếm khi mà Wellness Pack nó chuẩn bị hết hàng thì đã tăng được một lượng này, rồi là hôm sau lại tăng thêm được một lượng nữa là nhờ mình phân tích về cái chương trình mới mua 3 tặng 1 của công ty, đúng không ạ? Việc chúng ta kết hợp giữa cái mục tiêu của mình, cái chiến lược cũng như là cái sự huấn luyện của hệ thống của mình với những cái chương trình của công ty, đó là một cái sự kết hợp rất là thông minh để giúp cho mình có thể đạt được mục tiêu. Thế thì bây giờ nhìn lại một cái quá trình làm việc và cũng như là để mà đưa ra lời khuyên cho những anh chị em 6.000, 7.000, 8.000 làm nào để có thể chốt được 21% đúng thời gian, đó là khoảng ngày 23, thì chị Thúy sẽ có lời khuyên là gì ạ? Thì theo như chị nghĩ là thứ nhất là mọi người cần phải rõ ràng mục tiêu của mình và của mục tiêu của đội nhóm. Thứ hai là với những người nòng cốt ấy, thì mình cần phải phân tích cho họ xem là họ ấy cần phải làm gì, họ cần tuyển bao nhiêu người và cần bán bao nhiêu BP. Mình chia nhỏ mục tiêu ra để cho họ ấy thực hiện một cách dễ dàng hơn. Thứ hai là mình bám sát và nghe theo những cái chỉ dẫn của bảo trợ, tin tưởng bảo trợ 100% ạ. Và thứ ba tức là mình sẽ đi giao lưu học hỏi những cái người mà người ta về 21%, xem là họ đã làm những cái gì và xem họ có những cái bí quyết gì, thì mình học hỏi thêm của họ để mình có thể làm việc tốt hơn. Ok ạ. À, đầu tiên là rõ ràng mục tiêu này, thứ hai đấy là theo sát cái việc mà họ hoàn thành mục tiêu đó như thế nào, thứ ba đấy là mình sẽ cần phải gọi là bám sát bảo trợ cũng như là học theo những cái người mà đã đạt được kết quả như mình mong muốn rồi, đúng không ạ? Ví dụ họ lên 21% hay họ đạt được một cái chức danh gì đó mới là chúng ta rất là nên học hỏi, đúng không ạ? Ok ạ. À, cảm ơn chia sẻ của chị Thúy, chắc hôm nay hơi hồi hộp tí nên là chưa chia sẻ được nhiều lắm, nhưng anh nghĩ là cũng có rất là nhiều những bài học quan trọng cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Có ai có thêm câu hỏi gì dành cho Thúy không ạ? Bởi vì Thúy đang thực sự mình nhìn thấy cách Thúy làm rất là khoa học. Nếu mà ai muốn kết nối với Thúy học hỏi một bài học gì đó thì chúng ta có thêm khoảng vài phút, sau đó chúng ta chuyển sang Zoom mới. Bởi vì